lại và ta sẽ cào cái lớp phân ở dưới đấy, cào ra và xúc bỏ bao. Sau khi xúc hết bỏ bao phân rồi, bắt đầu người ta sẽ cào cái lớp xương khối trên mặt nó cào mỏng lại và tiếp tục cho ăn. Cứ như vậy dày lên xúc, dày lên xúc. Ủa giờ anh mỗi lần tôi ăn rồi tới bao lâu? Nữa?